đó khi mà mọi người đậy cái nắp lại, đậy thiệt là kín, sau đó mới đậy cái hộp kem lại để nó không bị tràn giống em nha mọi người. Bây giờ đậy lại nè. Đó. Đây, đó, đây là một dòng sản phẩm kem bơ lá organic hoàn toàn từ tự nhiên, và khi mà đánh lên da nó thấm rất là nhanh và mất cúp cho da rất là tốt luôn. Chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm này thì có thể là nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua trang Bayer của bên em là mỹ phẩm chính hãng xốp bát cứng, hoặc là vào trang vào trong cái Zalo bên em qua số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0355 838 057, hoặc là vào cái Facebook bên em, vào trong cái trang Bayer, vào trong cái Zalo tiếp theo bên em là 0355 838 057, hoặc là vào chờ cái trang Zalo là 0773339279 để được đặt hàng nha. Luôn luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng 100%, và đặc biệt là hàng đây mới nhất nè, hàng chất lượng nhất nè, thì bên em sẽ đăng bán với giá sỉ rất là tốt, nên mọi người hãy yên tâm về cái giá cả của bên em, luôn luôn là đạt cái chất lượng cao và giá tốt nhất thị trường nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và muốn mua sản phẩm này liên hệ ngay cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057 nha. Bye bye mọi người nha. Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop bát cứng nha. Hôm nay em lại giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một dòng sản phẩm, đó là kem body lá organic nè, organic. Ở đây, đây là một dòng sản phẩm kem bơ lá organic. Đây là một dòng sản phẩm kem body chất lượng làm nên đẳng cấp, và đặc biệt là dòng sản phẩm này á là sử dụng là làm trắng da body và được chiết xuất từ tinh chất bơ thiên nhiên, bơ hạt mỡ và vitamin B3 dưỡng chất trắng nhanh và làm đều màu da, cải thiện làn da khô ráp, giúp da được mềm mại, trắng mịn và hồng hào ngay lập tức. Thì đây là một dòng sản phẩm chính hãng. Trước khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm này thì mọi người nên tắm sạch, lau khô, thoa những cái nơi trên da cần làm trắng, và mỗi ngày là 2 lần, sáng và tối, rất là an toàn. Và dòng sản phẩm này á có cái ngày sản xuất số solo nè, ngày sản xuất hạn sử dụng, và dòng sản phẩm này á là xài cực kỳ an toàn bởi vì nó là tinh chất bơ nha. Thì hôm nay em sẽ mở cái hộp này ra, khui ra cho mọi người xem, cũng như là biết về cái chất kem bên trong rõ hơn. Đây là bơ lá organic nha mọi người, chứ không phải là hàng cái dòng hàng rẻ hơn, đó là dòng hàng bơ oven, thì em đã hết hàng rồi, hiện tại là em chỉ có dòng hàng là bơ organic này thôi. Đây mọi người, đó, thì cái hộp nó rất là nặng, khi mở ra rất là thơm nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ mở cái dòng sản phẩm này ra nha. Cái dòng sản phẩm này một hộp như thế này là nó cái khối lượng của nó là 200g nha mọi người. Cầm lên rất là nặng tay luôn, nặng chịch luôn nha. Wow, cái chất kem. Wow, chất kem nó cực kỳ, nói chung là cực kỳ mịn luôn. Đây. Trời ơi, mịn quá, nó đổ tá lạ. Mọi người hãy khi mà mở cái hộp kem ra mở cẩn thận nha, để nó không có bị đổ kem, chảy kem ra ngoài. Đây, rất là dễ chảy nha mọi người. Cái chất kem của nó là bên trong nó hơi gọi là hơi thơm lắm nha mọi người. Thơm, nói chung thơm mùi rất là nhẹ, chứ không phải là thơm mà làm cho mình phải gắt mũi, phải khó chịu. Đây là dòng bơ lá organic nha mọi người, tránh nhầm lẫn nha. Thì bây giờ em sẽ test chất nhẹ chất kem lên nè. Chất nhẹ thôi. Cái dòng sản phẩm này chắc đánh rất là lợi kem nha mọi người. Test lên nè. Chỉ cần lấy một xíu thôi. Rồi cái hộp kem này xài cũng phải là 3 tháng mới hết nha. Đây mọi người, đánh lên là bóng da lắm nha mọi người. Bóng da mát và thẩm thấu khá là nhanh, nó làm mềm và mượt da. Đây, người thấy không? Đó, rất là trắng sáng, không hề lộ một xíu kem nào luôn. Đó, nó kiểu như là nó trắng và nó không làm cho da của chúng ta bị khô rát. Nó làm rất là mịn luôn, rất là ráo da, khá là ok luôn. Đó, đây mọi người, rất là mịn luôn. Mà mùi hương của nó khá là thơm, nó dịu, nó nhẹ, mà nó làm mình cực kỳ dễ chịu luôn. Đi, coi nè. Đó, mọi người thấy không, hai cái tay này, một bên trắng bóc để xài kem, còn bên em thui chưa xài kem nha. Đó, thì mọi người đã biết là cái dòng sản phẩm này nó thấm vào da, và đặc biệt là dòng sản phẩm này nó sẽ trắng nhanh. Trong vòng là 6 ngày, 7 ngày sử dụng thì da của mình sẽ mặt tông và sáng hơn rất là nhiều. Cái độ mắc cúp của da và độ thẩm thấu của chất kem vào da nó rất là ok luôn. Cực kỳ ok luôn nha mọi người. Chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm kem bơ lá organic này á, gọi là kem bơ lá nha mọi người. Mọi người khi mà gọi điện cho em á thì nói là em ơi chị muốn mua dòng sản phẩm là kem bơ lá đó, thì bên em mới biết nha.
bởi vì bên em chỉ có bán một loại kem bơ lá này thôi. Nè cái hộp nó rất là xịn luôn. Đây lại nè, đây lại nè, em sợ nó tràn ra ngoài, nó đầy quá. Kem này nó đầy lắm nha mọi người, xài rất là lợi luôn, bao lợi luôn, mỗi lần xài căng chút xíu. Giờ đậy lại hơi khó khăn đây, tại em bỏ cái nắp nó bị trên nha mọi người. Mọi người mà lưu ý là khi mà đậy nắp lại là mọi người đậy cái nắp lại cho nó kín.